Alo, xin chào quý anh em các bạn quay trở lại với kênh Cây Sim. Hôm nay tiếp tục mình xin giới thiệu gửi đến quý anh em các bạn thêm một em máy model là 4LM72 mã lực và vòng tua máy là 3000 tua. Em này có bê tông là một tấc, là 91.5mm và đang đấu với hộp số này là hộp số của Hitachi 3.15 tua các bạn nha. Và đồng bộ luôn tắp lô, đây là tắp lô của Yanma. Mọi thứ đang hoạt động rất là chỉnh chu nha các bạn nha. Quân đài mét đang là báo là 700 tua. Đây là đồng hồ báo nhiệt độ ha. Mọi thứ đều hiển thị trên đồng hồ này ok hết nha các bạn nha. Mình test thử để cho anh em xem. Mỗi máy body cực kỳ là ngầu luôn, rất là sáng sủa, rất là tuyệt vời. Test số cho anh em xem này, quá đẹp luôn, quá nhẹ nhàng êm ái luôn các bạn nha, quá chuẩn và xịn sò. Một em máy phải nói là nước non cực kỳ là tuyệt vời ha. Body rất là sáng các bạn nha, rất là đẹp. Cái này phải đấu một cái nóng lái giả vào để bắt hộp số này vào. Chúng em này là xài hộp số IX, hộp số IX các bạn nha, hộp xài hộp số IX 20 hoặc là IB20 ok. Nhưng mà bây giờ hộp số không có, mình sẽ lấy hộp số này để mình đấu vào cho anh em sử dụng. Hộp số này phải nói là để tải lên đến 165 mã lực các bạn nha, mà gắn cho em này thì quá dư tải luôn, nên hộp số rất là khỏe, các bạn xài rất là khỏe nha. Rồi, hướng dẫn các bạn nha, các bạn đang nghe tiếng nổ ra anti các bạn nha. Bây giờ mình nghe tiếng nổ lớn của em này một chút nha. Lên bây giờ các bạn này. Cảm ơn quý anh các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ bấm nút like và subscribe ủng hộ kênh nha, để mình ra nhiều video phục vụ quý anh các bạn. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Anh em nhớ cần đặt máy, mua máy xin vui lòng liên hệ số online giúp mình nha, 0903070753, để phục vụ và chia sẻ quý anh các bạn nha. Quý sơn kim luôn các bạn nha, sơn kim toàn phần luôn. Này là bụi đất chà ra ok nha các bạn nha, máy quá đẹp, máy quá đẹp các bạn nha, chỉ vô xịn sò luôn, từ sơn đến mọi thứ ha, đẹp. Đây có người em trai Quang Nhã, một cái YouTuber cũng khá nổi tiếng ở miền Tây các bạn nha, các bạn nha. Bạn nhé, giao lưu các bạn nha. Ok, rất là đẹp. Lên đường thôi các bạn.
xuống 550 em. Ok. Ok, bây giờ mình kết thúc video nha. Để gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Rồi lên tí gà đi.